Tiểu sử Hồ Quang Hiếu, nam ca sĩ tài năng có mối tình đẹp cùng bảo ANHHO Quang Hiếu nổi lên với những bản hit đình đám một thời như con bướm xuân, không cảm xúc. Ngoài ra anh còn có mối tình đẹp cùng nữ ca sĩ Bảo Anh, nổi tiếng với ngoại hình điển trai, chất giọng baritone đẹp, ấm. Hồ Quang Hiếu là nam ca sĩ luôn được khán giả yêu mến. Đặc biệt chuyện tình của anh và nữ ca sĩ Bảo Anh cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí khi yêu nhau, chia tay và giờ lại có những tín hiệu yêu lại từ đầu. Để hiểu rõ hơn về chàng ca sĩ này, hãy cùng Tâm Phúc TV tìm hiểu tiểu sử Quang Hiếu trong bài viết dưới đây nhé. Tiểu sử ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Tên đầy đủ: Hồ Quang Hiếu. Ngày sinh: 20 tháng 9 năm 1986. Quê quán: Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam. Nghề nghiệp: Ca sĩ. Những bài hát hay: Con bướm xuân, Đổi thay, Nơi ấy con tìm về, Giá mình là người lạ, Không cảm xúc, Bí mật trái tim. Có một thời tuổi trẻ nông nổi, Hồ Quang Hiếu đã lấy đó làm động lực, kinh nghiệm để luôn hoàn thiện mình hơn. Qua bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật, không làm khán giả thất vọng, ca sĩ Con Bướm Xuân luôn có những ý tưởng đột phá khẳng định tài năng thực thụ của một ca sĩ hạng A. Sự nghiệp chàng ca sĩ Con Bướm Xuân, Hồ Quang Hiếu theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội nhưng lại vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Năm 2010, Hồ Quang Hiếu xuất sắc nhận giải quán quân trong cuộc thi Hãy tỏa sáng. Sau cuộc thi ca sĩ phủ sóng dày đặc với hàng loạt những bản hit như còn lại gì sau cơn mưa, đừng buông tay anh, nơi ấy con tìm về, mẹ. Không dập khuôn với những bài hát tình cảm sâu lắng, ra diết, thấm đẫm nước mắt, Hồ Quang Hiếu thay đổi và nhanh chóng mang đến cho khán giả ca khúc vui nhộn, lạ và bắt tai là con bướm xuân. Lập tức, con bướm xuân nhận được lượt nghe online khủng và càn quét khắp các sân khấu lớn nhỏ. Những ca từ trong bài hát được khán giả lặp lại nhan nhãn. Những cover xuất hiện khắp nơi đã chứng minh được sức hút của bài hát và sự đột phá của Hồ Quang Hiếu trong năm 2014. Từ thành công của con bướm xuân, anh không ngừng tìm tòi và cho ra những bản nhạc hay như em là của anh, tìm anh thắt lại, tìm em ngoài ca hát, Hồ Quang Hiếu cũng thử diễn xuất trong một số MV ca nhạc. Đầu tiên phải kể đến là sự kết hợp thành công của anh và ca sĩ Hồ Việt Trung trong giải cứu tiểu thư phần 1. Sau một thời gian dài vắng bóng, Hồ Quang Hiếu trở lại và tung loạt series thiếu niên ra giang hồ gồm 3 phần sản phẩm được đầu tư chỉnh chu về nội dung, hình ảnh, cùng thông điệp về tình mẹ cao cả đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Chính vì thế không lạ gì khi thiếu niên ra giang hồ đứng đầu top thịnh hành trên YouTube sau 7 ngày công chiếu, giúp Hồ Quang Hiếu nhận được nút vàng YouTube. Bên cạnh series nhạc phim thiếu niên ra giang hồ, Hổ Phụ Hổ Tử, chúng ta là anh em cũng được đông đảo khán giả đón nhận. Chuyện tình chưa hồi kết của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Chuyện tình cảm của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan. Cặp đôi trai tài, gái sắc trong làng giải trí, có mức thu nhập khủng, những chuyến du lịch, tiệc tùng xa xỉ nhưng đầy hạnh phúc của cả hai luôn làm người khác phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau 2 năm mặn nồng, sát cánh bên nhau, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đột ngột chia tay 17 tháng 10 năm 2017 trong sự nuối tiếc và ngỡ ngàng của khán giả. Sau 2 năm chia tay, cả hai trở thành tri kỷ, thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ và giữ tiệc cùng nhau. Đặc biệt trong thời gian gần đây bị fan phát hiện cặp đôi đi du lịch cùng nhau, trên trang cá nhân của Bảo Anh lại đăng dòng trạng thái quay lại rồi vừa lòng chưa, khiến cộng đồng mạng càng tin tưởng cặp đôi đã yêu lại từ đầu. Dù như thế nào, hãy chờ câu trả lời chính thức của người trong cuộc nhé. Trước khi quen biết Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu đã có một đời vợ với Hot Girl IV. Tuy nhiên chuyện tình cảm và hôn nhân của cả hai khá kín tiếng và chỉ được công khai sau khi ly hôn. Hiện tại, IV và Hồ Quang Hiếu xem nhau như những người bạn tốt từ bỏ quá khứ giang hồ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Hồ Quang Hiểu sở hữu gương mặt điển trai, hiền lành và là một trong những ca sĩ hạng A sở hữu lượng fan khủng. Tuy nhiên sự thật về gia cảnh và quá khứ giang hồ của anh đã khiến không ít người bàng hoàng. Là con út trong gia đình có 8 anh chị em, nhưng ba mẹ sớm ly hôn, Hồ Quang Hiếu không được sự dạy dỗ và quan tâm đúng mực nên sớm xa ngã. Từ một cậu út được nung chiều hay trốn học, dần dần thành một tên trộm, rồi đỉnh điểm là trở thành ông trùm điều phối gái bia ôm. Tuổi trẻ nông nổi đã khiến anh không thể phân định đúng sai và hướng đi cho cuộc đời mình, để rồi xa vào bóng tối. Nhưng chính tình yêu thương của mẹ, sự thức tỉnh kịp thời đã giúp anh thoát khỏi trốn giang hồ và làm lại cuộc đời. Trở thành một ca sĩ tên tuổi, Hồ Quang Hiếu không che giấu đi quá khứ tâm tối mà sẵn sàng bộc bạch cùng khán giả trong sách mới đổi thay. Khi phát hành sách có nhiều người đã chỉ trích vào quá khứ của ca sĩ, tuy nhiên Hồ Quang Hiếu chấp nhận và mong muốn gửi đến giới trẻ thông điệp hãy mạnh dạn làm lại cuộc đời nếu mắc sai lầm. Hiếu bến tàu là ai? Hiếu bến tàu là nhân vật trong bộ phim web drama do Hồ Quang Hiếu đầu tư. Bộ phim kể về cuộc đời của một thiếu niên có một gia đình yên ấm với sự yêu thương của người mẹ nhưng bất ngờ binh cố ập đến khiến cho cuộc đời của Hiếu có nhiều thay đổi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên mà Hồ Quang Hiếu tham gia đóng phim, nhưng bộ phim Hiếu bến tàu đã gây được nhiều ấn tượng với khán giả và thu hút được rất nhiều lượt xem. Các khúc tiêu biểu của Hồ Quang Hiếu, con bướm xuân, không cảm xúc, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ còn trong ký ức. Còn lại gì sau cơn mưa? Thư gửi em. Em chưa từng biết. Ngã tư đường. Hay mâm bổ. Mâm bổ Italiano. Đừng buông tay anh. Đừng bắt anh mạnh mẽ. Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi. Mẹ! Nơi ấy con tìm về. Nỗi nhớ cao nguyên. Miền Trung quê tôi. Không còn nhau. Hát với Miu Lê. Giá mình là người lạ. Hát với Nhật Kim Anh. Những chia sẻ và điểm nhấn trong sự nghiệm của nam ca sĩ đẹp trai. Hồ Quang Hiếu có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, đồng thời luôn ao ước được bước lên sân khấu để thỏa lòng đam mê của mình. Tuy nhiên, vì mắc phải những sai lầm của tuổi trẻ mà mãi sau này anh mới có thể thực hiện được ước mơ ấy. Nam ca sĩ từng chia sẻ, bạn thân của tôi có thành lập một nhóm hát nhưng thiếu người nên tôi đã tham gia cùng. Sau đó, dù rủi thế nào mà tôi lại thi đỗ vào khoa thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội và bắt đầu rèn luyện kỹ năng ca hát cũng như tập luyện bản lĩnh sân khấu ở môi trường chuyên nghiệp này. Năm 2010, Hồ Quang Hiếu xuất sắc nhận giải quán quân trong cuộc thi âm nhạc Hãy Tỏa Sáng. Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân của cuộc thi, ca sĩ Hồ Quang Hiếu được người yêu nhạc biết tới nhiều hơn khi anh được hàng loạt nhà sản xuất uy tín cũng như bầu sâu mời về trình diễn. Cũng từ đó, hình ảnh của anh đã phủ sóng dày đặc trên mặt báo. Những bản hit do anh trình diễn nhanh chóng được công chúng đón nhận, tiêu biểu là Còn lại gì sau cơn mưa, đừng buông tay anh, nơi ấy con tìm về, mẹ bên cạnh phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng vốn có, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu còn rất biết cách làm mới mình khi quyết định tung ra con bướm xuân ca khúc mang giai điệu sôi động và từng là bản hit đình đám một thời. Được biết, ngay khi vừa ra mắt thì ca khúc trên đã thu về lượt nghe online rất lớn, đồng thời càn quét khắp các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Đây cũng chính là bài nhạc đã làm nên tên tuổi cho nam ca sĩ trẻ trong năm 2014, là bước đệm để các sản phẩm âm nhạc khác của anh đến gần hơn với công chúng, bao gồm em là của anh. Tìm anh thất lại. Tìm em. Không chỉ dừng lại là một ca sĩ, Hồ Quang Hiếu còn tham gia vào nhiều MV đình đám với vai trò là một diễn viên. Trong số những MV thành công nhất có anh tham gia, thì nhất định phải nhắc đến cái tên thiếu niên ra giang hồ một MV gồm 3 phần được đầu tư chỉnh chu cả về mặt nội dung lẫn hình ảnh, nhằm mang đến cho khán giả những thông điệp sâu sắc về tình mẹ cao cả. MV trên còn đứng đầu top thịnh hành trên trang chia sẻ video YouTube và đem về cho Hồ Quang Hiếu nút vàng danh giá chỉ sau đúng 7 ngày công chiếu. Bên cạnh đó, các ca khúc được sử dụng trong MV như Thiếu niên ra Gia giang hồ, Hổ phụ hổ tử, Chúng ta là anh em, cũng được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Hồ Quang Hiếu, danh hài mới nổi trên TikTok, kèm loạt và bắt chen hạn hán lời. Gần đây, Hồ Quang Hiếu khiến khán giả vô cùng thích thú trước những đoạn clip mặn mà của mình trên TikTok. Nội dung của những video đa phần là đu chen và bí kíp được anh học lòng trên mạng. Là cư dân của mạng xã hội TikTok, có lẽ mọi người cũng từng lướt qua tài khoản của ca sĩ Hồ Quang Hiếu với hàng loạt video tấu hài có độ viral đỉnh cao do chính nam ca sĩ thực hiện. Xem qua những đoạn clip, các fan của Hồ Quang Hiếu thậm chí còn đùa vui rằng giọng ca con bướm xuân nên, bỏ nghề ca sĩ đi làm diễn viên hài. Những đoạn clip do Hồ Quang Hiếu đăng tải trên TikTok khi học theo những mẹo vặt trên mạng đều có cái kết đi vào lòng đất. Điểm hình là video trên mạng hướng dẫn tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng một cách dễ dàng, chúng ta chỉ cần mài ngón tay vào một tép tỏi rồi dùng hai ngón tay đó nhấc lòng đỏ ra. Điều thú vị này khiến anh chàng quyết tâm thực hiện theo, tuy nhiên kết quả hồ quang hiếu nhận lại khiến khán giả cười ngất.